Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Thời gian diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9 năm 2024. Trong đó, cao điểm là thời gian tựu trường đến ngày khai giảng năm học từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2024. Theo đó, tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục nhằm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội trong việc cùng chăm lo cho trẻ trong độ tuổi đến trường, nâng dần tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là bỏ học trong hè, từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo, nâng cao ý thức trong nhân dân, đề cao tinh thần hiếu học, nêu gương về tinh thần vượt khó học tốt, hướng đến mục tiêu xây dựng An Giang trở thành một xã hội học tập. Trong tháng hành động, bao gồm các chuỗi hoạt động trọng tâm như Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, tập trung cao điểm cho tuần lễ tựu trường, thông qua các hình thức như dán áp phích, băng rôn, tài liệu bướm, tổ chức xe hoa, tuần hành, quy động đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể, thanh niên trong các nhà trường, nhắc nhở các gia đình chuẩn bị mọi mặt cho con em đi học bằng nhiều phương tiện liên lạc như điện thoại, tin nhắn SMS, nhóm Zalo. Các địa phương chủ động trong việc vận động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ trẻ em trong độ tuổi đến trường trong năm học mới, rà soát nắm tình hình học sinh đầu năm học, có hình thức vận động hỗ trợ phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực chăm lo cơ sở vật chất trường học, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới, chuẩn bị các điều kiện biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh như tay chân miệng, COVID-19, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, bạch hầu, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ em, học sinh trước khi khai giảng năm học mới.